Khoảng 2 km thôi là mình đến tỉnh Long Hoa. Đây nhìn xa là mình đã thấy có cái nhà bờ màu xanh xanh này đó, thấy có ngã tư khi đường Phạm Hùng trái không phải 7 km thẳng lên nhà Long Hoa 2 km. Thế nên hiện nay có kiến trúc những cái nhà thế này là xây nhiều đó quý vị. Đây những cái nhà mới xây rất là khang trang. Diêm sẽ đi một vòng chợ Long Hoa để quý vị xem quang cảnh buôn bán hàng ngày tại khu vực chợ Long Hoa quý vị. Bán bánh ít ra đều có bán hoa rất là nhiều. Đây là ngày bao nhiêu vậy? Nhiều bán hoa nhiều vậy? Trung tâm thương mại Long Hoa đây vậy, thì Diêm sẽ rẽ phải đi về cái hướng Tổ Thánh. Đường này là đường Hùng Vương các vị, Hùng Vương thì Diêm sẽ đi về hướng này. Phía giữa có một cái công trình liên quan tới đảo Tổ Đại các vị. Thank you.
Báo Quốc Từ đúng không ạ? Đây Báo Quốc Từ. Nếu mà nhớ không làm thì đây là thờ gì đó. Cái này tên thì Diêm không nhớ chính xác lắm. Diêm sẽ ghi hình vì xem Báo Quốc Từ. Các vị có thể tìm hiểu thêm trên mạng để hiểu thêm về cái Quốc Từ này. Đây có công viên Hòa Thành quý vị. Đại diện sẽ đi về Hòa Thành Tây Ninh để ghi hình quý vị xem công trình Hòa Thành Tây Ninh, bên trong khuôn viên của Hòa Thành Tây Ninh còn những công trình nào.